Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh Chúng Tôi Hải Phòng ngày hôm nay. Một vài ngày hôm nay thì ngoài Hải Phòng đang có những cái cơn mưa lâm thâm rất là bẩn, nhưng mà thời tiết thì rất là mát quý vị chị các bạn nhé. Nếu quý vị chị các bạn nào đang có nhu cầu mua xe để tránh mưa, những cái mưa lâm thâm này thì rất là bẩn và đi rất là ngại. Nếu quý vị chị các bạn nào đang có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh Chúng Tôi Hải Phòng. Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng sẽ trả lời tất cả mọi thắc mắc của quý vị chị các bạn và cung cấp cho các bạn những cái xe thật đẹp và rất ok cho mọi người, đúng không ạ? Thì địa chỉ cửa hàng của em thì làm tại thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Vâng, quý vị chị các bạn nào có nhu cầu cứ đến trực tiếp xem xe và alo trực tiếp cho Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh lại đi báo giá cho mọi người về một loạt những cái dòng xe mà bên Tuấn Anh đang còn, cũng như là hôm nay thì cũng về một số những cái dòng xe rất là mới. Quý vị chị các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình, thì không làm mất thời gian của mọi người nữa, thì Tuấn Anh đi báo giá cho mọi người xem luôn nhé. Vâng, thì mới về đây trong buổi ngày hôm qua thì đó là một chiếc i10 2015 phiên bản số sàn máy 1.0. con này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, chiếc xe thì đang đeo biển Hải Phòng. Với giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là 210 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho mọi người. Một chiếc i10 màu trắng Ngọc Trinh, biển Hải Phòng, biển số rất là đẹp luôn, 15A22362, sơn si màu trắng. Con này thì nó cũng qua dịch vụ rồi, nên là quý vị chị các bạn có nhu cầu thì cứ alo cho mình. Đấy, nhưng mà qua dịch vụ nhưng chất lượng xe bọn em thì kiểm tra rất kỹ. Với cái dòng tiền như này thì bọn em cũng cam kết cho mọi người là xe không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước các bạn nhé. Đăng kiểm dài, màn hình DVD và cam lùi đủ cả, nội thất đẹp, trần nỉ nguyên bản, xe rất là ok cho mọi người. Giá tiền chỉ có 210 triệu đồng thôi, bên em bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho mọi người. Một chiếc i10 hatchback một đầu màu trắng nguyên bản, xe nhập khẩu rất là đẹp cho mọi người nhé các bạn nhé. Rất là ok cho mọi người luôn. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe Vios 2017. Chiếc này thì cũng mới về buổi chiều ngày hôm qua thôi. Đời 2017. Phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5 bản E xịn, biển 14A26342, sơn si màu bạc. Con này là tư nhân chính chủ, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Với hiện tại chiếc xe này thì bên em đang chào bán với cái giá khá hợp lý, chỉ có 375 triệu đồng thôi. 375 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc Toyota Vios 2017 phiên bản số sàn bản E, một mẫu xe gia đình tư nhân biển Quảng Ninh. Con này thì đã lên máy mới rồi, máy đuê, máy trắng rồi các bạn nhé. Xe chạy được 7 vạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Daewoo Zeti. Với chiếc Daewoo Zeti này thì sản xuất tại Việt Nam, đời 2009, phiên bản số sàn, máy 1.6, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu của biển 98H là Bắc Giang 0339. Đó. Trời rất là mưa nên là xe thì nó có những cái hạt mưa rất là ok cho mọi người đây. Rất là mát này, mát rời, mưa xuân nha các bạn nhé. Cho cây trái đâm chồi nảy nọc, cũng như là mọi việc, mọi vật thì đều sinh sôi lẩy lở. Với chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán là 169 triệu đồng, bên em cũng bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho mọi người. Với một chiếc xe Daewoo Zeti sản xuất năm 2009, phiên bản số sàn, một mẫu xe gia đình, một chủ. Và chiếc xe mới về nữa là chiếc xe Honda Civic. Với chiếc Honda Civic này thì sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn, phiên bản số tự động, trang bị động cơ 1.8, tư nhân biển Quảng Ninh. Đấy, bản máy 1.8 số tự động. Đấy. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán là 285 triệu đồng. Bên em cũng bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho mọi người. Một chiếc Honda Civic thương hiệu đến từ Nhật Bản các bạn nhé. Một Honda rất là đẹp cho mọi người. Bên cạnh chiếc Honda Civic đây thì em cũng quay luôn đó là một chiếc xe Suzuki, một chiếc xe tải, tải thùng kín. Tải trọng của nó là 600 kg, 2 chỗ ngồi. Đăng kiểm dài đến tháng 7 năm 2021. Con này thì sản xuất 2016, đăng ký lần đầu 2017, máy 1.6, tải thùng kín các bạn nhé. Đấy, biển 37C31482. Giá tiền bên em đang chào bán là 245 triệu đồng. Và ngoài này thì là một chiếc xe Hyundai Grand i10. Với chiếc Hyundai Grand i10 này thì sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, bản đủ, biển Hải Phòng, bản đủ nhé, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, máy 1.0. Chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với giá khá hợp lý, 235 triệu. Bản đủ thì được trang bị hệ thống na đăng đúc nguyên bản theo xe, gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp trên gương, 235 triệu đồng các bạn nhé.
Và ngoài đầu này là một chiếc Daewoo Lazetti CDX, có thể nói là đẹp nhất Hải Phòng. Và không có chiếc xe nào mà chất hơn chiếc xe này luôn. Đời 2010, phiên bản số tự động máy 1.6, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, số tự động. Đấy, con này là bản đặc biệt, 8 túi khí và trang bị hệ thống cửa lock đề lổ start-top. La đang đúc nguyên bản theo xe, hệ thống ABS 4 bánh, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Giá tiền bên đang bán là 248 triệu đồng. 248 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc CDX nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc này, biển 15A04461, sơn xi màu bạc, một chiếc xe zin hết. Zin hết toàn tập từ máy số cho đến keo chỉ nhé, không mất một phân keo chỉ nào. Quý vị các bạn nào mà đến xem xe kiểm tra mất phân keo chỉ em sẽ đền cho các bạn luôn. Nội thất là nội thất da nguyên bản, tất cả đều rất là ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Vios G 2008, số tự động, bản máy 1.5, biển 30A38078. Với chiếc xe này thì là một chiếc gia đình, xe gia đình không qua kinh doanh taxi dịch vụ. Đời 2008, số tự động. Xe được trang bị 4 phanh đĩa ABS cộng với lại la đăng đúc nguyên bản theo xe. Giá tiền hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán khá hợp lý, chỉ có 275 triệu đồng. 275 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc xe Toyota Vios 2008 bản G, số tự động. Xe rất là đẹp, biển Hà Nội, anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn mua chiếc xe này thì không mất thêm 220 triệu tiền phí vào thành phố. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Vios bản Nimo, đời 2006, màu vàng cát, số sàn, biển Hòa Bình 28A03187, sơ xi màu vàng, máy 1.5. Với chiếc xe này thì bên em cũng đang chào bán một cái giá khá hợp lý, chỉ có 165 triệu đồng. Bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Một chiếc Vios 2006, xe rất là đẹp và cứng xe, màu vàng cát, cho anh em nào mà đúng chân, đúng màu, đúng mệnh, phù hợp với tầm tiền kinh tế và nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ với chiếc xe này. Sang bên đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Corolla Altis 2008, một chiếc Altis số sàn 2008, máy 1.8 bản G, biển 92A11457, sơn xi màu đen. Chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với giá tiền là 280 triệu đồng. 280 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc xe Altis bản G, số tự động, số sàn. Nhà em thì còn một chiếc Altis bản G, số tự động, cũng đời 2008, giá tiền là 350 triệu đồng. Nếu quý vị các bạn đúng chân mẫu xe nào thì alo cho mình. Đấy, rất là đẹp. Và trong bãi thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm. Tiếp theo đây là một chiếc xe Toyota Vios bản G, đời 2006, phiên bản số sàn, máy 1.5, form cũ, đời 2006 bản G. Bản G là một trong những cái dòng xe bản đủ của dòng Toyota Vios, được trang bị gương kính chỉnh điện la đăng đúc, hệ thống phanh đĩa 4 bánh rất là đẹp, biển 99, màu trắng, xe thực chất, máy gầm chất không lỗi. Chiếc xe này thì trước đây nó cũng qua dịch vụ rồi, về tên tư nhân khá lâu rồi nên chiếc xe đi rất là định kỳ và giữ gìn. Giá tiền bên em đang bán 168 triệu đồng cho một chiếc Vios G 2006 phiên bản số sàn. Bên cạnh đây là một chiếc Vios 2011 bản E xịn, biển 14A02672, sơ xi màu bạc. Chiếc xe này là bản E xịn, máy 1.5, xe được trang bị hệ thống ABS túi khí đầy đủ, hệ thống xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe. Với chiếc xe này bên em đang chờ bán 265 triệu đồng, bên em bao rút hồ sơ, bao vận chuyển. Nếu quý vị chị các bạn, tất cả những cái dòng xe đây, nếu quý vị chị các bạn lấy xe tại bãi không rút hồ sơ thì em sẽ trừ cho các bạn tiền chi phí, đó là rơi tầm khoảng tầm 10 triệu. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Daewoo Lazetti Việt Nam, sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn, máy 1.8 bản đặc biệt. Bản máy 1.8 này là bản đặc biệt các bạn nhé, bản Max ấy. Max là cao cấp nhất rồi nhé các bạn nhé. La đăng đúc nguyên bản theo xe, gương kính chỉnh điện, rồi là điều hòa tự động, máy 1.8 rất là khỏe các bạn nhé. Chỉ với 158 triệu đồng thôi, 158 triệu đồng bên em vẫn bao rút hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc cho mọi người. Một chiếc xe khá đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2015,
phiên bản số sàn trang bị động cơ 1.3 bản Z. Bản Z này thì nó qua dịch vụ rồi, nhưng bản Z là nó cái bản taxi ra. Đấy, về tên tư nhân biển Hải Phòng rồi. Đăng kiểm đến tháng 8 năm 2022. Nhà em còn một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Quý vị chị bạn nào đúng chân thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại em gắn trên màn hình. Các bạn sẽ nhận được một cái video chi tiết của chiếc xe đó, dài tầm 10 phút cộng với lại đăng ký đăng kiểm của chiếc xe. Giá tiền bên em đang bán chiếc xe này là 312 triệu đồng. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Cora Atis sản xuất năm 2003. Phiên bản số sàn trang bị động cơ 1.8 bản G. Một chiếc xe gia đình tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Và chiếc xe này thì là không taxi, không dịch vụ. Xe được trang bị hệ thống 4 phanh ABS, hệ thống Naranduk, hệ thống gương kính chỉnh điện, màn hình đầu đài nguyên bản theo xe, cộng với nội thất, ghế da, máy gầm thì đại chất. Dòng này thì các bạn chạy 203 thôi, nhưng mà chắc chắn nó sẽ hơn hẳn với những cái dòng Vios 2008, 2009. Các bạn cứ thử rồi sẽ biết, form dáng rất là đẹp. Tuy đời sâu nhưng mà chất lượng chiếc xe thì các bạn chắc chắn là sẽ phải hiểu rằng một chiếc Atis phân khúc xe hạng C sẽ rất là đầm và chắc chắn cho mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2012. Với chiếc xe này là phiên bản số sàn trang bị động cơ 1.5 bản E xịn. Một chiếc xe gia đình tư nhân chính chủ biển 48A00408 sơ si màu bạc. Nội thất rất là đẹp, bô lăng méo, màn hình đầu đài nguyên bản theo xe, nội thất rất là đẹp, trần nỉ nguyên bản, bọc của lớp ly lông. Xe không lỗi các bạn nhé. Giá tiền bên em đang bán 285 triệu đồng. Bên em bao rút hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc cho mọi người. Đấy, một chiếc Vios bản E xịn đời 2012. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Vios 2007. Phiên bản số sàn trang bị động cơ là 1.5 bản Nimo, lưng kịch như là Aero, biển Hà Hải Lội 29A99080, sơn si màu lâu cà phê. Xe được trang bị 4 bánh Naranduk, hệ thống gương kính chỉnh điện, hệ thống phanh đĩa 4 bánh. Giá tiền bên em đang bán 160 triệu đồng cho chiếc xe này. Quý vị chị các bạn nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, các bạn nhìn thấy đấy ạ, một chiếc Vios Limo 2007 phiên bản số sàn 160 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Mazda. Hai chiếc xe này thì rất là rẻ, chỉ hơn trăm một chút thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào một chiếc Mazda 323 bản Classic sản xuất năm 2003, phiên bản số sàn máy 1.6 biển 38A07787 sơ si màu đen. Xe này là bản Classic, bản đủ trang bị hệ thống túi khí, túi khiếc đầy đủ. Hiện tại giá tiền bên em đang chào bán chiếc xe này là 142 triệu đồng. Bên em bao rút hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc cho mọi người. Một chiếc Mazda 323 bản đủ Classic, thương hiệu đến từ Nhật Bản, rất là nành, bền và tiết kiệm. Đấy, một chiếc Mazda 323 rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Hyundai Venna sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn trang bị động cơ là 1.4. Chiếc xe là tư nhân biển Quảng Ninh, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, đời 2008. Giá tiền bên em đang bán là 145 triệu đồng. Bên em bao rút hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc. 145 triệu đồng các bạn nhé, 145 triệu đồng. Một chiếc xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ đến với một chiếc xe Toyota Innova 2010, phiên bản số sàn bản G xịn. Một mẫu xe gia đình 7 chỗ 8 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, không kinh doanh taxi, không dịch vụ. Với giá tiền hiện tại bên em đang bán 310 triệu đồng, bao hồ sơ, bao vận chuyển các bạn nhé. Nội thất là ghế da nguyên bản theo xe, máy gầm đại chất, trần nỉ nguyên bản, màn hình. Nếu quý vị dặn là lắp màn hình thì mình sẽ lắp cho các bạn một cái màn hình. Đấy, bô lăng 4 chấu còi rất to. Đấy, một chiếc Innova 2010 đang có mặt tại Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Mazda Plymouth sản xuất năm 2003, phiên bản số tự động máy 1.8 màu đỏ biển Hòa Bình. Đây là một trong những cái dòng 7 chỗ 5 cộng 2 mà số tự động rất là rẻ và nhỏ gọn, xinh xinh, tiết kiệm nhiên liệu. Và dòng xe của Nhật Bản này thì rất là lành. Xe được trang bị bô lăng 4 chấu, hệ thống số tự động. Đó, trần 5D chống nóng cộng với lại 7 chỗ ngồi. Giá tiền chỉ có 165 triệu đồng. Bên em vẫn bao rút hồ sơ.
Bên cạnh chiếc 7 chỗ giá rẻ là một chiếc 7 chỗ giá rẻ nữa. Một chiếc Vivante sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn, trang bị động cơ 2.0, bản đủ xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Đây là một trong những cái dòng xe 7 chỗ ngồi đời cao 2010. Giá thì chỉ có 175 triệu đồng thôi. 175 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Vivante 2010, phiên bản số sàn máy 2.0, bản đủ xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Một chiếc xe khá là chất lượng và đẹp cho mọi người. Đấy. Xe được trang bị hệ thống số sàn 2.0, nội thất dế da, nguyên bản theo xe, trần nỉ nguyên bản chạy chắc lịch, đấy, như đổ bê tông, keo chỉ zin 100%, gà già em rất nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2012-2013, sản xuất năm 2013, bản E xịn, tư nhân, biển Bắc Giang, 98A31525, sơn xi màu vàng cát. Và với chiếc xe này, bên em đang chào bán là 360 triệu đồng. 360 triệu đồng thì khuyến mại cho bác một con gà. Đó, gà rất là đẹp luôn nha. Và thịt rất là ngon. Và ngon như chiếc xe này thì cũng là một chiếc xe có thể nói là máy gầm đại chất, một chiếc xe không nỗi, không đâm đụng tai nạn cũng như không ngập nước. Chiếc xe này thì quá ok cho mọi người. Bản E xịn form mới đời 2013, đầu đài màn hình rất là đầy đủ, đăng kiểm dài, nội thất rất ok. Đấy, các bạn nhé, nội thất rất ok. Còi rất to, còi nguyên bản, trần nỉ nguyên bản, bọc ly lông. 360 triệu đồng là giá của chiếc xe này, bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Innova 2006, phiên bản số sàn, cũng là bản G, một chiếc xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, 15A32352, sơn xi màu bạc. Và hiện tại đối với chiếc xe này thì bên Tuấn Anh cũng đang chào bán là 255 triệu đồng, bao rút hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc. Đấy. 255 triệu đồng các bạn lấy xe tại bãi không rút hồ sơ thì chúng mình sẽ trừ đi cho các bạn là 10 triệu để các bạn chi phí đi đường và về thủ tục rút hồ sơ các bạn nhé. 10 triệu thì chỉ còn 245 triệu đồng thôi là giá bán tại bãi, đăng kiểm dài đến tháng 6 năm 2021. Và đặc biệt chiếc xe này là một chiếc xe không kinh doanh taxi dịch vụ gì, biển Hải Phòng. Vâng, bên cạnh đây cũng là một chiếc xe 7 chỗ ngồi, đó là một chiếc Toyota JGL sản xuất năm 2005, phiên bản số sàn máy 1.8 bản GL, biển Cao Bằng. Giá tiền bên em đang chào bán chiếc xe này là 185 triệu đồng. 185 triệu đồng bên em vẫn bao hồ sơ và bao đăng kiểm cho các bạn. Một chiếc xe 7 chỗ giá rẻ nữa, đó là một chiếc xe Mitsubishi Jolly sản xuất năm 2006, một trong những cái dòng xe đời chốt của năm 2006, một trong những cái dòng xe đời chốt 7 chỗ ngồi của Mitsubishi Jolly này. Với chiếc xe này thì cam kết là máy cực chất và xe cực đẹp. Máy gầm thì không phải chê, 7 chỗ, cao to, đen hôi, gầm cao, máy thoáng, rất là cơ bắp. Với giá tiền chỉ có 159 triệu đồng, bên em bao rút hồ sơ, bao vận chuyển. Quý vị bạn lấy xe tại bãi vẫn trừ cho các bạn 10 triệu đồng. Biển Hà Nội, anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn cứ để nguyên cái biển này chạy cũng được, sang tên không mất 20 triệu các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Innova 2009, phiên bản số sàn, bảng G xịn, xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển 89A của tỉnh Hưng Yên, 14775, sơn xi màu đen. Nếu quý vị chị các bạn đúng màu đúng mệnh, hợp với cái phong thủy màu đen, hợp với một dòng xe 7 chỗ thì hợp với một chiếc xe rất là bền lành thì các bạn lên mua chiếc xe này. Chỉ với 298 triệu các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Innova 2009, phiên bản số sàn, bản G xịn các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe 7 chỗ nữa. Chiếc xe 7 chỗ này thì đời 2004, đó là một chiếc Mazda Plymouth 2004, phiên bản số tự động, máy 1.8, biển Hải Phòng, 15A05160, sơn xi màu xanh lõn chuối, màu xanh rất là đẹp, đăng kiểm dài đến tháng 8 năm 2021. Một chiếc xe số tự động, nội thất ghế da nguyên bản, trần nỉ nguyên bản. Đấy. Màn hình đầu đài, máy số rất là ngon, xe rất là đẹp. Xe được trang bị một túi khí bên tài, 7 chỗ ngồi rộng rãi và rất là tiện ích cho các bạn. Nếu các bạn nếu muốn mua một chiếc xe số tự động 7 chỗ ngồi mà giá chỉ có hơn trăm thì đây, 176 triệu đồng đã có một chiếc Mazda Plymouth số tự động. Đấy.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Innova 2009, đăng ký lần đầu 2011, phiên bản số sàn, trang bị động cơ 2.0 bản G xịn tư nhân biển Hà Nội, 30A79290, sơn si màu bạc. Vâng, Innova là một trong những dòng xe 7 chỗ rất dễ dùng và rất là đẹp, rất là bền và lành, trường tồn với thời gian. Vậy, qua 10 năm sử dụng một chiếc Innova 2009 bản G, một mẫu xe gia đình như thế này thì chỉ bán với giá 280 triệu đồng, bên em vẫn bao giúp hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho mọi người. La đăng đúc nguyên bản theo xe ABS, phanh đĩa, đầy đủ, túi khí đầy đủ các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Innova 2016 bản E, một mẫu xe gia đình. Đấy, mẫu xe bản E 2016 này thì đã được lên form mới biển Hải Phòng, 15A28004, sơn si màu xám ghi lông chuột, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022, trang bị hệ thống máy eco, máy xăng 2.0, rất tiết kiệm nhiên liệu, form mới đời cao, có hỗ trợ trả góp. Vâng, chỉ với 532 triệu, bên em bao giúp hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc cho mọi người. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc Innova 2006, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 2.0 bản G, xe gia đình, tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa. Chiếc xe đã được lên form 2009 biển 36A39346, giá tiền bên em đang bán 255 triệu đồng, bao hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc cho mọi người. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe. Tiếp theo đây là một chiếc Honda Civic 2000. Honda Civic sản xuất năm 2008, số sàn, trang bị động cơ là 2.8 biển 36A07522, sơn si màu đen, giá tiền 275 triệu đồng, bên em bao giúp hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc. Một chiếc Corolla G sản xuất năm 2001, máy 1.3, thương hiệu Toyota của Nhật Bản, biển 29M7068, sơn si màu trắng. Với chiếc xe này thì Tuấn Anh cũng đang chào bán một cái giá khá hợp lý, chỉ với 95 triệu đồng, bên em vẫn bao giúp hồ sơ, bao vận chuyển. 95 triệu đồng thôi, các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe tập lái, tránh mưa, tránh nắng, rất là đẹp. Bên cạnh chiếc xe 95 triệu đồng, chúng ta sẽ đến với một chiếc xe 169 triệu đồng. Đó là một chiếc xe Daewoo Jetty 2010, đăng ký lần đầu 2011, xe được trang bị động cơ E-Tech 2, máy mới, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu biển Hải Dương, xe đẹp không lỗi, giá tiền 169 triệu đồng, máy 1.6. Một chiếc xe cực là đẹp, một chiếc xe không chê vào đâu được, một chiếc xe không thể chê vào đâu được, biển Hải Phòng, một chiếc xe lồi đồng cối đá, đó là một chiếc Toyota Vios 2013, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là máy 1.5 bản E xịn, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, 15A48188, sơn si màu vàng cát, rất là đẹp cho mọi người. Giá tiền 275 triệu đồng, bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho mọi người. Một chiếc in là một chiếc Vios không chê vào đâu được, máy zin từ mặt dàn cò, nội thất rất là ok, keo chỉ zin, đầu đài màn hình đầy đủ, đăng kiểm rộng dài. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Chevrolet Avel sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.5 bản đủ, xe gia đình, số sàn. Con này thì biển 99A09944, sơn si màu bạc, màu vàng cát. Chiếc xe này hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán 238 triệu, các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe như thế này. Tiếp theo ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn, máy 1.5 bản E xịn, biển 93A09481, sơn si màu bạc. Với chiếc xe này thì bên Tuấn Anh cũng đang chào bán một cái giá khá hợp lý, chỉ có 210 triệu đồng, các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Vios E 2008 bản E xịn. Còn chiếc Hyundai Accent này thì buổi sáng nay em mới nhận cọc rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe 51G, này là một chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2000. Sản xuất năm 2017, đăng ký lần đầu 2018.
Xe thì sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, số tự động máy 1.2, tư nhân một chủ từ đầu. Một mẫu sedan 2 đầu, biển 51VG13504. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán là 365 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai Grand i10 2014, phiên bản số sàn, bảng đủ, biển 19A23112, sơn si màu bạc, giá tiền 245 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn, máy 1.1 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 38A34278. Chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán 155 triệu đồng. Và một chiếc WeGo 2018, phiên bản số sàn, máy 1.2 nhập khẩu của Indo, biển 12A10507, giá tiền là 288 triệu đồng. Tư nhân chính chủ một chủ từ đầu của biển Lạng Sơn các bạn nhé. Vâng, vừa rồi thì em Tuấn Anh cũng giới thiệu qua cho mọi người về một loạt những cái dòng xe bên em. Quý vị chị các bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua hai số điện thoại em để trên màn hình. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại.